Trực tiếp xin mời đại diện FC Thiên Ân ạ. Tại thì phần quà này của bọn em thì muốn dành cho ekip. Thì em thể xin mời chị Hoàng Anh lên để nhận được. Theo như mọi người đã biết thì đi phim rất là vất vả, nên là SFM cũng chưa rất là phân vân khi mà nghĩ ra những cái món quà để dành tặng cho các ekip, tất cả các bộ phận quay phim. Thì hiện tại ở đây thì bọn em cho thời gian hơi gấp gáp nên bọn em chỉ chuẩn bị được nó là những cái bông hoa sáp. Thì những bông hoa này nó có thể giữ được hương thơm ít nhất là 2 tháng. Thì ở trong này thì nó sẽ có các loại hương thơm để cho mình cảm thấy thư giãn và dễ chịu ạ. Thì em có thể nhờ chị là phát món quà này và phát cho các em. Còn cái giỏ này thì là do em tự tay thủ công ạ. Mình có một người đại diện em tiếp cùng lên nhận phần quà này cùng với đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh được không ạ? Dạ, xin mời đại diện ekip bộ phim, chúng ta sẽ cùng với đạo diễn biên kịch Nguyễn Hoàng Anh nhận món quà này đến từ các bạn FC của diễn viên Thúy Ngân. Qua mỗi bộ phim thì bọn em đều mong muốn là chị sẽ lưu giữ được những kỷ niệm về bộ phim của chị, nên là bọn em đã lồng kính tất cả những hình ảnh ở trong phim. Xin được cảm ơn phần quà rất là dễ thương đến từ MC Thúy Ngân. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, rất là cảm ơn tình cảm dễ thương của các bạn. Bây giờ thì xin giữ các diễn viên chuyện này mình có thể chia sẻ với mọi người không? Và nói đầu tiên cho phép Thảo cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian quý báu có mặt trong buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay để xem buổi ra mắt bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Đây là trai đẹp và được Hoàng Anh cũng rất là ưu ái. Hoàng Anh rất là ưu ái. Nói sao vậy? Không, Hoàng Anh khen em, Hoàng Anh khen em, khen em. Thảo chỉ ương diễn tốt. Em chưa trả lời mà em nghe cái em ngại ngang em không trả lời sao? Thấy cái mặt em sao lên thành sao đẹp dữ vậy hả? Sao bóng luôn mình cố cố sao anh nhấn cái chữ đó vậy? Không, thật sự thì em cảm ơn lời khen của anh Dũng, cũng như là trong xuyên suốt quá trình quay phim thì chị Hằng Anh cũng có chăm chút và lâu lâu cũng tạo một chút động lực là dành những lời khen cho em. Em cảm ơn chị Hằng Anh, cảm ơn mọi người, các anh chị diễn viên như là anh Chu, anh chị Ngân, anh Cảnh, Tâm và tất cả mọi người. Thì kỷ niệm đáng nhớ thì anh Chu, anh sao vậy? Ủa kêu chị Ngân luôn hả? Ủa gì em lớn lắm hả? Ủa anh Dũng anh không biết hả? Em trai mà. Có bữa là ngồi nói chuyện với nhau là chị Ngân hơn em là cũng 6 tuổi. Hả? Nhưng mà khi mà làm việc với chị Ngân thì thấy chị Ngân như thế nào? Ban đầu thì áp lực lắm, tại nhìn là biết là chị Ngân lớn mình rồi, cho nên áp lực. Em vẫn nhấn vào cái chuyện là chị Ngân lớn hơn mình, nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì mình còn cái ấn tượng nào khác không? Thật sự ấn tượng thì chị Ngân rất là chuyên nghiệp, đẩy được cảm xúc cho em rất là nhiều. Đối với em cũng là diễn viên trẻ và lần đầu tham gia một bộ phim, và thứ nhất là được Vion đầu tư một bộ phim mua kịch bản rất là lớn từ Hàn Quốc về. Thì không chỉ là em cũng như là dàn cast ai cũng áp lực hết, nhưng mà nhờ chị Ngân, nhờ tất cả mọi người giúp đỡ em để cho em hoàn thành vai diễn viên phong. Ok, cảm ơn Thảo. Một điều thôi á, xin lỗi em. Một điều là Thúy Ngân là chuyên môn môn cảm xúc cho diễn viên. Chỉ muốn đánh thôi. Cái phim gạo thật sự luôn muốn cả nhà cũng bay vô giết nó. Giết chết chết chết. Cái chuyện mà khi mà anh quýnh cái bóp một cái khán giả người ta bùng nổ em thấy không? Yeah. Em là nữ hoàng bông cảm xúc. Anh sẽ đặt em cái đó. Một lát nữa em sẽ hỏi Thúy Ngân sau. Còn bây giờ còn một người ngồi ở phía bên ngoài là Đỗ Phú Quý. Qua lầu được bật mí là Đỗ Phú Quý trong phim này có một cái cảnh rất là ngọt ngào. Ngay tập 1. Mình có thể chia sẻ về cái cảnh đó không ạ? Dạ thì đầu tiên em là Đỗ Phú Quý, và em xin chào tất cả các cô chú các anh chị đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Từ khi em lớn sân sang diễn xuất thì đây là một cái
dự án Vion Original Series đầu tiên mà em được có cơ hội tham gia và ra mắt, thì nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ekip cũng như là đặc biệt là chị Nguyễn Hoàng Anh đã tin tưởng cho em cơ hội để mà thể hiện vai Đăng Khoa trong bộ phim. Và với em thì Đăng Khoa là một mặc dù hành trình của Đăng Khoa không nhiều nhưng mà mỗi lần Đăng Khoa xuất hiện là Đăng Khoa rất là quậy, và cái tính cách của Đăng Khoa nó hoàn toàn khác với em ngoài đời. Em hiền, em hướng nội, em dễ thương bao nhiêu thì lên phim em quậy, em láo, em chẳng coi ai ra gì bấy nhiêu hết. Và thật sự những cái ngày on set cùng với tất cả những tiền bối, những anh chị tiền bối, những bạn bè đồng nghiệp đã cho em rất nhiều kinh nghiệm và em học hỏi được rất nhiều điều, và em cảm nhận được sự yêu thương và tâm huyết của tất cả mọi người trong ekip. Với Đăng Khoa thì có rất là nhiều kỷ niệm, mỗi cái onset luôn luôn có nhiều kỷ niệm. Nhưng mà mình xoay vào cái cảnh mà nãy anh cái nói cảnh đó là nó chỉ thoáng qua đi, thôi đi. Nhưng mà như thế nào? nó chỉ là một cái thoáng qua thôi. Thì em cũng không dám tiết lộ nhiều, nhưng mà nó chỉ là một cái thoáng qua thôi. Cái gì thoáng qua mới được, chưa có biết mọi người mà chưa biết cái gì thoáng qua. Em cũng cũng rất nhiều lần á. Nó chỉ là một cái một cái nụ hôn bất ngờ tháng qua thôi. Và hôn với ai? Hôn với ai hôm đây em đang chỉ tay, em đang chỉ tay với lại bốn anh chị ở đây, thì mọi người hãy đón xem, hoặc hãy đón xem phim để mà mọi người có thể tận hưởng được cái giây phút thoáng qua đó. Nó hơi bất ngờ bật ngửa chút xíu. Để là em không nói đâu, hỏi Chun có hôn quý không? Là không đúng không? Tức là không đúng không? Thúy Ngân có không? Thì không nhớ nữa. Không nhớ nữa. Vậy còn ai rồi ạ? Cảm biết sao ta? Thoáng qua thôi. Thoáng qua thôi đúng không? Cho nên là cũng không nhớ lắm đúng không? Thực ra là đó là một cái cảnh rất là đặc biệt. Ngoài ra thì em mỗi lần mà tới những cái cảnh của em thì nó đều mang những cái tâm lý và những cái bối cảnh nó vô cùng là đặc biệt. Tại vì em là một đứa, Đăng Khoa là một người rất là chẳng có ai ra gì và láo tét, khiến cho mọi người chẳng có ưa. Và cậu này chỉ biết là cứ giải quyết mọi chuyện bằng tiền. Thế là bao nhiêu là cú đấm, rồi rượu, rồi đồ ăn, nói chung là cứ gì đó là em lãnh hết mọi thứ đó. Cho nên là mọi người hãy đón xem phim để mà mọi người có thể thấy những cái sự giằng xé và những cái sự kịch tính của bộ phim 7 năm chưa cưới xe chia tay gửi đến với tất cả mọi người ạ. Dạ. Ok, xin được cảm ơn Đỗ Phú Quý. Và ngoài dạ có hỗ trợ bé đi xuống sân khấu giúp mẹ. Và chúng ta có hai diễn viên nhí rất là đáng yêu ở trên sân khấu để chia tay. Rồi, xin mời mọi người chúng ta hãy cùng cười thật tươi để chụp một tấm hình kỷ niệm cho buổi họp báo ra mắt bộ phim ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn chị Đinh Thị Nam Phương, giám đốc chiến lược phát triển nội dung của Vion, đã thay mặt nhà sản xuất